Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 5 tháng 6 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính cho bản tin ngày hôm nay. Rạng sáng ngày 4 tháng 6, Mbappe đã thực hiện quả phạt đền ở phút 21 để kết thúc mùa giải Ligue 1 với 29 bàn thắng. Sau khi ghi bàn, Mbappe giơ cao chiếc áo đấu của Sergio Rico để động viên tinh thần cho thủ môn đang nguy kịch sau tai nạn khi cưỡi ngựa ở Tây Ban Nha. Dù vậy, cổ động viên vẫn không hài lòng với việc Mbappe không nhường phạt đền cho Messi, người đang có trận đấu cuối cùng trong màu áo của Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain chống lại Messi cho đến giờ phút cuối cùng, một cổ động viên ngao ngán. Messi đã đúng khi rời Paris, người thứ hai cho biết. Đồng quan điểm, cổ động viên thứ ba bình luận, có lẽ Mbappe muốn giành giải vua phá lưới hơn là tri ân Messi. Messi khép lại trận đấu cuối cùng trong màu áo của Paris Saint-Germain mà không có bàn thắng. Trong hiệp 2, Empoli có ít nhất một cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Paris Saint-Germain khép lại Ligue 1 mùa giải 2022-2023 với trận thua ngược 2-3 ngay trên sân nhà trước Clermont. Trước đó, nhà đương kim vô địch Pháp đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 21 phút bóng lăn. Câu lạc bộ Real Madrid mới đây vừa đưa ra thông báo chính thức đội bóng sẽ chia tay với tiền đạo Karim Benzema khi mùa giải 2022-2023 khép lại. Cụ thể, trang chủ của Real Madrid xác nhận: "Chúng tôi xin thông báo đội bóng sẽ chia tay với Karim Benzema khi mùa giải 2022-2023 khép lại. Chúng tôi bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn cao nhất đối với một cầu thủ được xem là huyền thoại câu lạc bộ với anh ấy." Benzema khoác áo Real từ năm 2009, khi tiền đạo người Pháp mới chỉ 21 tuổi. Trong hơn một thập kỷ gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc tại nơi đây. Cùng với nhiều thế hệ cầu thủ đến và đi, còn Benzema thì vẫn luôn ở đó. Trong 14 mùa bóng khoác áo kênh kền trắng, anh đã giành được tổng cộng 25 danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch Champions League, 5 FIFA Club World Cup, 4 siêu cúp châu Âu, 4 La Liga, 3 cúp nhà vua và 3 siêu cúp Tây Ban Nha. Benzema có 647 lần ra sân với 353 bàn thắng ghi được, trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử Real. Chủ tịch Florentino Perez nói trong tâm thư chia tay Benzema: "Sự nghiệp của Karim là tiêu biểu cho một cầu thủ có tình yêu mãnh liệt, cống hiến hết mình với đội bóng. Một cầu thủ chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân vận động. Ban lãnh đạo, thành viên đội bóng và các cổ động viên sẽ mãi nhớ đến cậu ấy như một huyền thoại vĩ đại hàng đầu của câu lạc bộ. Luôn ủng hộ Benzema dù cậu ấy ở bất cứ nơi đâu. Real Madrid sẽ luôn là nhà của cậu ấy. Chúng tôi xin được gửi tới Benzema và gia đình cậu ấy lời chúc sức khỏe và bình an nhất. Cảm ơn vì tất cả những đóng góp của cậu." BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Sau rất nhiều đồn đoán về tương lai của tiền đạo ngôi sao Marco Asensio khi anh xác nhận sẽ rời Real Madrid vào mùa hè, thì hôm nay nhà báo uy tín Fabrizio Romano đã chính thức xác nhận tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ là người của đội bóng thủ đô nước Pháp trong mùa bóng tới. Cụ thể, mọi thỏa thuận giữa đôi bên đã hoàn tất và bản hợp đồng của Asensio với Paris Saint-Germain sẽ có thời hạn 4 năm đến tháng 6 năm 2027. Bản hợp đồng chính thức sẽ được ký kết sau khi Asensio thi đấu trận đấu cuối cùng trong màu áo Real Madrid ở vòng đấu cuối cùng của La Liga mùa giải 2022-2023 tới đây. Tuyển thủ Tây Ban Nha dự kiến sẽ có màn chia tay các đồng đội, ban lãnh đạo và cổ động viên kênh kền trắng ngay sau khi trận đấu kết thúc. Marco Asensio có 285 lần ra sân và ghi được 61 bàn thắng trong thời gian khoác áo Real. Anh cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 3 chức vô địch La Liga và 3 danh hiệu UEFA Champions League. Asensio sở hữu những tố chất của một tiền đạo hàng đầu: tốc độ nhanh nhẹn, đôi chân khéo léo cùng khả năng dây dắt và tận dụng khoảng không thông minh. Bên cạnh đó là sự đa dạng khi có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng tấn công mỗi khi được yêu cầu. Mới đây nhất, theo nguồn tin từ Goal, tiền vệ của Liverpool Thiago Alcantara sẽ không ký thêm hợp đồng mới với đội bóng vùng Merseyside nữa, bất chấp việc hợp đồng của Thiago với lữ đoàn đỏ chỉ còn lại 1 năm. Cụ thể, hợp đồng của Thiago Alcantara với The Kop sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2024, tức là mùa hè năm sau. Như những động thái mới nhất tại Anfield cho biết, đội bóng và cựu tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ không ký bản hợp đồng mới trong mùa hè này, đồng nghĩa với việc Thiago sẽ ra đi và trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2024. Đây là điều khá dễ hiểu trong kỷ nguyên của FSC và Jurgen Klopp tại vị ở Anfield. Đội bóng thành phố cảng luôn tập trung vào đào tạo, khai thác những cầu thủ trẻ của học viện Liverpool rồi đưa lên đội 1 và rất ít khi mang về Anfield một bản hợp đồng bom tấn hay một cầu thủ đẳng cấp cao nhất trong thế giới bóng đá trên thị trường chuyển nhượng. Thiago từ khi đến Anfield đã 3 mùa giải, nhưng anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn 30 trận trong mùa áo của Jokop. Nhưng với đẳng cấp của mình, Thiago luôn biết tạo nên điểm nhấn mỗi khi anh có mặt trên sân. Thế nhưng những chấn thương cứ bám lấy tiền vệ người Tây Ban Nha là lý do chính khiến anh nằm trong danh sách những cầu thủ có tương lai bất định tại Anfield. Việc không được ban lãnh đạo ký thêm hợp đồng mới là điều khá dễ hiểu. Cánh cửa đến với Real Madrid đang mở rộng đối với Javier Kvaratskhelia, một trong những cầu thủ quan trọng nhất bóng đá châu Âu mùa giải 2022-2023. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin Real Madrid xem Kvaratskhelia là mục tiêu quan trọng để tiến hành cuộc cách mạng đội hình.
kế hoạch của Florentino Perez là chiêu mộ những ngôi sao trẻ, đồng thời có khả năng mang lại giá trị thương mại cho câu lạc bộ. Kvaratskhelia hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu này. Ở tuổi 22, ngôi sao người Georgia vừa có màn trình diễn xuất sắc cùng Napoli, ghi 14 bàn và 14 kiến tạo. Với việc giúp Napoli giành Scudetto đầu tiên sau 33 năm, Kvaratskhelia vượt qua chính đồng đội Victor Osimhen để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2022-2023. Ngoài ra, anh cũng đóng vai trò quan trọng đưa Napoli lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Champions League. Những phát biểu của ông Bradley, cha của Cardona, càng làm tăng thêm khả năng anh gia nhập Real Madrid. Ước mơ của Khavicha, mục tiêu chính trong sự nghiệp bóng đá là vô địch Champions League, được khoác Real Madrid và tham dự các giải đấu quốc tế lớn nhất đối với Georgia, ông Bradley nói trong buổi giới thiệu cuốn sách về con trai mình. Vài tháng trước, người đại diện của Kvaratskhelia cũng bóng gió về tương lai cập bến sân Bernabeu. Việc của Real Madrid là phải thuyết phục Napoli, ông chủ Aurelio De Laurentiis của nhà vô địch Serie A yêu cầu mức phí không dưới 100 triệu euro. Tính cả trận thua đêm ngày 3 tháng 6 theo giờ Hà Nội, Manchester United đã có 6 lần nhận thất bại trước đội do Pep Guardiola dẫn dắt Champions League mùa giải 2009, 2011 trước Barca, 2014 trước Bayern, Cúp Liên đoàn Anh 2020, 2021 và FA Cup năm 2023 đều trước Man City. Trong sự nghiệp, Pep đã dự 11 trận chung kết Cúp Quốc nội và chỉ để thua đúng một lần trước Jose Mourinho, chung kết Copa del Rey mùa giải 2011. Nhà cầm quân sinh năm 1971 cũng đã lập cú đúc danh hiệu Cúp Quốc gia ở mọi đội bóng ông làm việc. Tại Barca, Pep đã vô địch Copa del Rey mùa giải 2009-2012. Khi đến Bayern, ông tiếp tục giành DFB Pokal vào năm 2014 và 2016 và giờ là hai chức vô địch FA Cup cùng Man City mùa giải 2019 và 2023. Chiến thắng 2-1 trước Manchester United cũng mang về danh hiệu thứ 34 trong sự nghiệp cầm quân của Pep. Ông đang là chiến lược gia có nhiều danh hiệu thứ 3 trong lịch sử, chỉ xếp sau Miroslav Lusenko 35 danh hiệu và Sir Alex Ferguson 49 danh hiệu. Trong khi hai bậc tiền bối đã có sự nghiệp kéo dài trong 39 và 41 năm, Pep chỉ cần 14 năm để đạt số danh hiệu kể trên. Bản tin bóng đá ngày 5 tháng 6 của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bullscore App, nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.